Hello anh em, hôm nay thì bút mực vlog sẽ mang đến cho anh em một trong những cái bút cực kỳ đáng giá đến từ một trong ba thương hiệu lớn nhất Nhật Bản, đó chính là Siler 1911 Profit Lake. Trước tiên các bạn hãy ngắm nhìn vẻ đẹp của em, nó tinh tế, sang trọng, lịch lãm. Về tổng quan thiết kế thì Siler 1911 Profit Lake được thiết kế theo form của một điếu cigar cổ điển. Nhìn thoáng qua thì em nó khá là giống với một trong những cây bút cực kỳ nổi tiếng của Montblanc, đó là dòng Montblanc Classic 146. Nhưng khi các bạn quan sát kỹ hơn thì sẽ thấy được những sự khác biệt nhất định. Thứ nhất, đó chính là thiết kế bo dần về phía đuôi bút. Đối với Montblanc thì đường bo này khá là nhẹ và hài hòa. Và ở phía đầu cuối của bút này sẽ bo hơi tròn. Đối với Siler 1911 thì đường bo này sẽ hơi gắt một chút và tạo nên một cái đuôi bút khá là nhọn và nam tính. Và tương tự với thiết kế phần nắp trên cũng như vậy. Để gia cố và điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp của cây bút thì Siler 1911 được trang bị thêm 4 vòng đai mạ vàng. Đối với phiên bản 1911 Profit LED thì các vành đai này đều được mạ vàng 21 nên nhìn khá là rực rỡ và bắt mắt. Chất liệu chính làm nên thân của Siler đấy chính là nhựa recycle cao cấp và được phay tiện cực kỳ chính xác, tỉ mỉ và bóng bẩy. Với phiên bản màu đỏ bordeaux mình đang cầm trên tay thì nó sẽ có chút trẻ trung và phá cách hơn so với màu đen truyền thống. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào ngắm nghía nội thất của em nó. Đầu tiên sẽ là cái ren đóng mở nắp khoảng 1,5 vòng và cảm giác xoay rất là mượt. Với cái độ xoay 1,5 vòng này thì giúp chúng ta mở bút và khi đóng vào rất chắc chắn. Đây là một trong những thiết kế tiêu chuẩn của những cây bút sử dụng ren để đóng mở nắp. Ok. Ở phần section này thì chúng ta sẽ có thêm một cái đai kim loại mạ vàng 21K nữa. Section thì được thiết kế tròn và bo nhẹ về phía cuối, tạo cho chúng ta cảm giác cầm viết rất là thoải mái. Ok. Đối với Siler 1911 thì cơ chế bơm mực sẽ sử dụng converter. Và cái converter này sẽ không được tặng kèm theo mà các bạn phải mua riêng bên ngoài. Khi mua Siler 1911 thì các bạn chỉ được tặng thêm hai cái cartridge mực có chứa sẵn mực của Siler. Và cái converter này có giá đâu đó khoảng 140.000, các bạn có thể sắm rất là dễ dàng. Ở Việt Nam cũng có nhiều bạn cung cấp các cái phụ kiện dành cho Siler. Và converter của Siler thì mình dùng khá là lâu rồi và chưa có điểm gì có thể chê được. Không bao giờ bị rò rỉ mực, cảm giác bơm hút mực rất là trơn tru và mượt mà, chỉ có cái là dung tích của nó sẽ hơi nhỏ một chút. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng cũng là phần linh hồn của cây bút, đó chính là ngòi bút. Phiên bản mình đang có ở trên tay đây là ngòi HF, tức là ngòi cứng và nét cho nét vừa. Nhưng mà đối với những chiếc bút đến từ thị trường Nhật Bản nói chung thì ngòi F sẽ cho nét viết ra rất là mảnh, cực kỳ phù hợp với những bạn nào viết theo kiểu business cursive và hoặc là những bạn nào thích những nét nhỏ mảnh. Phít cấp mực của Siler thì được làm theo kiểu rãnh ngang, nhìn cực kỳ chắc chắn và cứng cáp. Tổng thể ngòi của Siler cho chúng ta có một cảm giác giống với một thanh kiếm katana, bởi chính những thanh kiếm katana này là nguồn cảm hứng để cho nhà thiết kế ngòi bút của Siler sáng tạo nên một ngòi bút đầy tinh xảo và hoa mỹ như thế này. Bề mặt của ngòi được đánh bóng một cách hoàn hảo. Bao quanh phía ngoài cùng chính là họa tiết mang đậm chất Á Đông. Rồi phía bên trong chúng ta có logo 1911
logo mỏ neo của Siler, ký tự vàng 21K và logo của Siler. Về cảm giác viết thì chiếc ngòi file của Siler 1911 Profilex này cho chúng ta sự feedback đặc trưng của Siler và cực kỳ đã. Thứ hai nữa, bởi vì được làm từ vàng 21K nên là khi viết cũng cho chúng ta sự đàn hồi và sự mềm mại nhất định, cũng như là nét mực sẽ có những sự biến thiên khá là thú vị. Ok, bây giờ mình sẽ thử viết một vài nét chữ bằng chiếc Siler Profilex này. Ok, video review về chiếc Siler 1911 Profilex của Bút Mực Vlog xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video review lần sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.